29, Nam Mô Nhân Đà La Gia. Kệ: Thiên Chủ Chân Thần Nhân Đà La, Vi Thật Thí Quyền Đại Bồ Tát, Tích Thiện Tu Phước Hành Lục Độ, Thích Phạm Thánh Chúng Tôn Trọng Tha. Tạm dịch: Thiên Chúa Chân Thần Nhân Đà La, Chân Thật Thí Quyền Đại Bồ Tát, Tích Thiện Tu Phước Hành Lục Độ, Thích Phạm Thánh Chúng đều tôn trọng. Giảng giải: Câu này là nói chúng ta phải quy y Thiên Chủ, tức Chủ Chư Thiên. Nhân gian thì có Nhân Chủ, tức Chúa Loài Người. Đất đai thì có Địa Chủ, tức Chúa Cai Quản Đất Đai. Thiên địa nhân đều có chủ, địa chủ tức là địa chủ công, tức thần thổ địa. Tại Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông có phong tục là mỗi nhà đều cúng thổ địa và có thần xã tắc, thổ địa thành hoàng, thổ địa là dương trong âm, quản đất đai tức là quản việc âm gian. Âm gian tức là thế giới của loài quỷ, dương gian là thế giới của loài người. Thế giới của loài quỷ thuộc âm, nhưng thần thổ địa quản loài quỷ là dương trong âm. Thần thổ địa như là huyện trưởng, thành hoàng như là tỉnh trưởng. Đất có địa chúa, người cũng có nhân chúa, tức là làm quan. Người là nửa âm nửa dương, cho nên làm quan cũng là nửa âm nửa dương, hoặc có thể nói là âm trong dương, vì có những sự tham quan ô sử, không lo cho bá tánh, làm những việc xấu ác, bổn lai là nửa âm nửa dương nhưng hoàn toàn biến thành âm. Đây là nói chủ nhân gian tức là hoàng đế. Địa chủ là vì quá khứ y làm việc thiện, nhân chủ là do mọi người ủng hộ y làm hoàng đế hoặc làm tổng thống. Chủ cõi trời làm thế nào để làm được? Không phải do tuyển chọn mà là do nghiệp cảm quả báo sở hiện. Trong vô lượng kiếp trong quá khứ, có một người nữ đi các nơi giúp người làm việc. Một ngày nọ, cô ta thấy trong ngôi chùa cổ có tượng Phật bằng vàng cũ kỹ tróc sơn, chùa cũng hư hại dột nát. Trong tâm không đành làm ngơ, bèn đi tìm người phụ giúp, tìm được 32 người nữ cùng đi các nơi hóa duyên để sửa chùa lại. Người nữ này làm chủ công đức, đề xướng sửa chùa, sơn tượng lại trang hoàng đẹp đẽ. Do công đức này sở cảm, mạng chung được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Do thiện nghiệp sở cảm được làm thiên chủ, tức là phần đông thường nói là chân thần. Chung quanh trời Đao Lợi, đông tây nam bắc mỗi hướng có 8 cõi trời, cộng thành 32, với chính giữa cộng thành 33. Thiên chủ cõi trời Tam Thập Tam là tiền thân của người nữ ấy, tức cũng là chân thần thượng đế, chủ tể vạn vật mà Gia Tô giáo, Thiên Chúa giáo sùng bái, vì y làm thiên chủ cõi trời và cai quản nhân gian. Nhân Đà La dịch là tôn trọng, vì trời người đều tôn trọng, cho nên tạo chùa tạo tượng đều có công đức. 29 câu chú này là xua đuổi thiên ma quỷ quái. Tuy là thế nhưng bạn phải tu hành có đạo đức thì tụng trì chú này mới linh nghiệm. Nếu bạn không tu hành, không có đạo đức thì tụng chú gì cũng không linh. Vì bạn không tu hành, không có đức hạnh, tất cả chúng thần không nghe chú của bạn, không nghe bạn chiêu hô, không y giáo phụng hành. Vạn Phật Thành trước đây mấy năm cũng tụng 29 câu chú này để thanh tịnh pháp giới, thanh tịnh chu vi đạo tràng mấy trăm mẫu. Lúc đó tôi kêu các bạn tụng, nhưng các bạn không biết nguyên nhân. Bất quá tụng chú không cần biết chú có oai lực gì, biết rồi ngược lại tâm không chuyên nhất. Không biết mới là diệu, biết rồi thì không diệu nữa. Diệu tức là không thể nghĩ bàn, có thể nghĩ thì không diệu. Cho nên tại sao không thể giải thích chú cũng là vì bảo trì sự diệu này. Nếu bạn biết rồi thì không còn diệu nữa. Bạn tụng chú thì biết oai lực của chú không thể nghĩ bàn. Cũng giống như ăn cơm, chúng ta biết nó có công năng. Công năng này tức là làm cho chúng ta không đói. Không cần biết ngon hay dở, tiêu hay không tiêu. Mặc y phục cũng như thế, tụng chú cũng như thế.
Nhân Đà La này là Trời Đế Thích, một danh hiệu trong 108 danh hiệu. Trong Kinh Di Đà xưng là Thích Đề Hoàng Nhân. Thích dịch là năng, Đề Hoàng dịch là thiên, tức trời. Nhân tức là Nhân Đà La Gia, dịch là chủ, tức chúa, tức là năng thiên chủ, có khả năng làm chủ cõi trời. Thiên Chúa Giáo Đồ nghe đoạn này rồi sẽ nói chúng ta tin Thiên Chúa Giáo không phải là Thiên Chúa này. Vậy Thiên Chúa nào? Nếu không phải là Thiên Chúa này, chẳng lẽ có hai Thiên Chúa? Tôi đây có một Thiên Chúa, bạn đó cũng có một Thiên Chúa. Trong đó có một Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa giả. Cứu kính cái nào là thật? Bạn muốn bạn là Thiên Chúa thật. Tôi muốn tôi là thật Thiên Chúa. Vậy có gì thật giả? Bạn cũng không thấy qua Thiên Chúa, tôi cũng không thấy qua Thiên Chúa. Thiên Chúa thật hay giả không cần bình luận. Nếu y không phải thật, bạn nói là thật cũng không thể làm cho y trở thành thật. Nếu y không phải giả, bạn nói y là giả cũng không thể làm y trở thành giả. Con người tùy tiện dùng tư tưởng ngôn ngữ để hình dung Thiên Chúa. Cứu kính có thể biết sự thật về Thiên Chúa chăng? Bạn nói Thiên Chúa Giáo Đồ Thích Đề Hoàng Nhân là Thiên Chúa. Họ nói không phải, vì Thiên Chúa của họ là vạn năng. Sao bạn biết Thích Đề Hoàng Nhân này không phải là vạn năng, vô sở bất năng? Đây là tướng điên đảo của chúng sinh. Tin Phật thì nói giúp cho Phật, tin Thiên Chúa thì nói giúp cho Thiên Chúa. Tôi là thật, là chánh, còn bạn thì giả, không thật. Sự chấp trước của chúng sinh là như thế. Cho nên Thiên Chúa, chân thần, thật ra là Nhân Đà La. Nhân Đà La là Chúa, Chúa tức là Chúa, còn có gì thật với giả? Chân thật thí quyền Đại Bồ Tát. Thiên Chúa cũng hành Bồ Tát Đạo. Y là Phật Pháp chân thật, lại hành quyền Pháp. Dạy bạn tin Thiên Chúa, tin Gia Tô, tin Thần Thổ Địa, tin Ngọc Hoàng. Đây chỉ là đến dẫn dụ bạn hướng từng bước đi trên đại lộ. Đây gọi là chân thật thí quyền. Vì chân thật, trước hết cho bạn một phương pháp quyền xảo phương tiện dễ bạn tu hành. Đây là Đại Bồ Tát. Thiên Chúa trong quá khứ cũng đã từng tích thiện tu phước, hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, lục độ. Thích Phạm thánh chúng đều kính trọng. Hết thảy chư thiên, đại phạm thiên dương đều rất khách sáo đối với Thiên Chúa. Mọi người đừng tin Thiên Chúa, liền mê Thiên Chúa, tin Phật liền mê Phật. Vì Thiên Chúa, vì Phật mà tranh chấp kiện tụng. Ha ha ha, 闻三摩地所。